Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tiếp tập trước, khi Anna biến mất Tô Niên vô cùng tức giận, liền bay ra khỏi hang rồng tìm cô. Trong rừng Tô Niên kêu lớn tên cô nhìn xung quanh khu rừng. Anna, Anna, soạt, không thấy Anna ở đây. Tô Niên liền bay đi chỗ khác. Lúc này đám người chơi thấy Tô Niên bay trên trời liền chỉ tay kêu gọi nhau. Là rồng đen, phát hiện ra chúng ta rồi sao tên đầu chọc liền đến trấn an mọi người yên tâm có ta ở đây nó không thấy được đâu tên tóc xanh giơ ngón tay trỏ lên trời bình tĩnh nói chắc hẳn là nó đang đi tìm á tinh linh kia xem ra gheo ghe đã bắt được cô ta rồi lão già buộc sâu nhép miệng cười đắc ý xem ra tên tiểu tử đó cũng có chút tác dụng đấy nhỉ tên tóc xanh có chút lo lắng nhìn theo tôn niên có điều tình hình không được lạc quan cho lắm trong trạng thái của rồng đen không giống như lúc hệ thống công bố dường như nó đã lớn mạnh hơn rồi hơn nữa đã là quái thú bậc bốn rồi lão già buộc dâu tự tin vung thanh đao ra tỏa đầy nhiệt huyết khí thế mỉa mai cái gì chứ cũng chẳng phải là chúng ta chưa từng gặp quái thủ mạnh như vậy có khác thế nào cũng đều phải bại trước thanh đao này của ta chỉ cần dụ nó một mình tiến vào trận pháp cho dù là rồng vàng bậc năm bậc sáu cũng chẳng có khác biệt gì lão cười nham hiểm nói thêm huống hồ còn có vũ khí bí mật của nguyên nữa mà bụt tô nên bay đến khu rừng khác tìm anna tô nên vừa đáp xuống đất thì gọi ngay tên cô anna tô nên ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh Bỗng đột nhiên ánh mắt anh lé lên phát hiện gì đó, Tô Niên nhìn thấy có người đang xông tới chỗ mình liền lo lắng, cái gì vậy, là kỹ năng áo giáp tàng hình sao? Lão già buộc dâu lấy đà nhảy lên vung thanh đao chém xuống Tô Niên, chịu chết đi, keng, thanh đao chém vào lõi trái tim lửa của Tô Niên, Tô Niên liền nhảy lên lộn người né tránh lên tiếng, này ngươi khoan đã. Ừ, lão ta đánh hụt thì tức giận, dồn hết sức mạnh vào thanh đao chém vào Tô Niên lần nữa, Tô Niên do cú lộn người đáp đất thất bại nên té ngã nằm xuống, và hứng trọn đao đó của lão cú va chạm làm lé lên ánh sáng chói mắt bùng cháy khi đòn tấn công kết thúc lão ta không nhìn thấy tô niên đâu thì vô cùng đắc ý một đòn chí mạng ta thành công rồi ha 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 rồng cũng chỉ được đến thế thôi tô niên liền xuất hiện với dáng vẻ hung tợn nhìn lão ngươi thành công cái gì vậy lão ta há hốc mồm sững sốt khi nhìn thấy tô niên không bị gì cả không thể nào không phải ngươi đã ngã xuống rồi sao lão ta cảm thấy trong tay trống không hốt hoảng lên ta à, thanh đao của ta đâu mất rồi tô niên nhìn lão khinh bỉ ném thanh đao lên ý ngươi là con dao rẻ rách này á hả ngươi chẳng có khí phách gì cả vừa rồi là ta bị tê chân một xíu không may bị ngươi làm ngã thôi à thì ra là vậy à ad còn nghĩ là anh lộn người bị té ngã chứ lão ta nhìn tô nên trợn to mắt chảy nước mũi nước dãi như một con chó dại sắp chết đến nơi sao có thể như vậy chứ hệ thống của lão hiện ra báo cáo kỹ năng ném tia chớp của bạn đã được kích hoạt đòn ném tia chớp tấn công mục tiêu được một điểm sát thương tấn công chúng mục tiêu phan đòn sát thương thất bại không điểm sát thương độ bền vũ khí của bạn bằng không đã hỏng lúc này tô niên tiến lại lão ta đồ sâu bọ thấp kém dám xông vào lãnh địa của ta chuẩn bị chịu chết đi dầm bỗng đột nhiên một viên đạn từ đâu bay tới tô niên liếc mắt nhìn thấy hướng viên đạn bay đang thẳng vào mắt anh tô niên liền nhắm mắt lại ngay tinh viên đạn liền bị văn ra ngoài tô niên mở mắt ra nhìn xuống viên đạn lo lắng chảy mồ hôi lạnh đây là cái đạn mẹ gì vậy trời ôi vãi đạn bọn họ có súng điểm hệ thống hiện tại bốn mươi sáu chín trăm chín mươi độ hảo cảm của anna ba trăm độ hảo cảm của Selena 170, lúc này tên tóc xanh đang núp ở đâu đó nhắm súng vào Tô Niên. Hắn cầm súng mà lo lắng, giáp phòng ngự của con rồng này dày quá, đạn chỉ có thể sát thương nhẹ ngoài ra, khi hắn nhắm súng nhìn lại thì không thấy Tô Niên đâu, kỳ lạ. Rồng đen đi đâu rồi? Đột nhiên Tô Niên xuất hiện sau lưng hắn lên tiếng, "Ngươi đang tìm ta sao?" Hắn giật bắn người khi nhìn thấy Tô Niên. Hắn nhanh chóng nhảy lên chạy ra, chết tiệt, hắn quay người lại nhắm bắn vào Tô Niên, bùm, Tô Niên liền gừ lên hô to ngôn ngữ của rồng. Hung Avix tước vũ khí, lập tức cây súng rơi xuống tên tóc xanh hoảng hốt lên lo sợ gì vậy sao vũ khí lại bị khống chế rồi tô niên liền lao tới chỗ hắn với tốc độ cực nhanh tô niên gặm tên tóc xanh trong miệng thì vang lên tiếng nói khoan đã lẽ nào ngươi muốn cô ta chết tô niên liếc mắt lên nhìn phía trên vách núi là lão già buộc dâu và melinda trong hình thể anna lão ta kề dao vào người cô ta uy hiếp tô niên cô ta khóc lóc vang xin lão không đừng mà đừng giết người ta mà thấy anna gặp nguy hiểm tô niên liền nhả tên tóc xanh ra tô niên giận dữ nhìn lão ta Tốt nhất là các ngươi hãy thả cô ấy ra ngay, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi chết thảm đấy. Ha ha ha, đáng sợ quá, có bản lĩnh thì qua cứu cô ta đi." Nói xong lão ta liền giơ tay ra đẩy cô ta xuống vách núi. A à, cô ta khóc thét lên cầu cứu nhưng vẫn không quên lấy tay che hàng lại, cứu mạng, người ta sợ độ cao. Tô Niên bay đến đưa tay đỡ lấy cô ta và sau đó Tô Niên đáp đất an toàn, nhưng bất ngờ dưới đất chỗ Tô Niên đứng hiện lên trận pháp bao vây anh lại. Cái quái gì thế? Cạch, Tô Niên vẫy đuôi vào trận pháp thì nó xẹt ra tia chớp. Tô Niên gầm gừ hét lên, trận pháp còn con mà cũng muốn giam giữ ta à, tên đầu chọc cầm kiếm xông tới. Chuẩn bị tốt cái đầu của ngươi đi, nếm mùi lợi hại của sát thủ Rosan ta đây, tên tóc xanh kiểm tra hệ thống bảo hắn dừng lại, khoan đã. Có thể chúng ta đã bị lừa rồi, con rồng đen này cả về thực lực lẫn ngoại hình, đều không giống với quái thú bậc 4, đuôi của nó có thể đánh vỡ bọc ma pháp. Đây là trận pháp để giam giữ quái thú bậc 6 đấy, tên tóc xanh lo lắng nói thêm, hơn nữa giáp phòng ngự của con rồng đen này cực kỳ dày ta e là trận pháp cũng không cầm chân nó được quá lâu đâu lão già buộc dâu liền đứng lên kêu gọi vậy còn ngây ra đó làm gì mọi người cùng lên đi chứ sau đó các nữ pháp sư bắt đầu tấn công đồng loạt vào tô niên thuật thuốc nổ thuật băng xương thuật lôi kích xoạt uỳnh 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 tô niên trong trận pháp chật vật lo lắng dùng cánh che chắn cản lại đòn tấn công không thể để cho anna bị thương hỏng rồi ma pháp ngôn ngữ của rồng trong trận pháp không làm ảnh hưởng được bọn chúng anna ở đây cũng không thể dùng long tức được melinda nhìn vào trận pháp suy nghĩ trận pháp này không giam được người chơi mình phải nhanh chóng trốn thoát mới được nghĩ xong cô ta liền lén lút bỏ đi chạy trốn nhưng không may cô ta bị trúng đòn tấn công của nữ pháp sư nào đó luồng ánh sáng đâm xuyên vào trước ngực cô ta sao vậy sao lại như vậy đúng là ác giả ác báo mà điểm hệ thống hiện tại 46.995 độ hảo cảm của Anna 300 độ hảo cảm của Selena 170 Tô Niên giật mình tái xanh mặt tá hỏa lên khi thấy cô ta bị đâm Anna cô ta bị một đòn chí mạng kết thúc cuộc sống và nhắm mắt từ từ ngã xuống lão già buộc dâu sững sốt đen mặt lại khi thấy cô ta chết tên đầu chọc sững mặt lo lắng tên tóc xanh cắn răng sầm mặt lại lão già buộc dâu tức giận bừng bừng lên mắng chửi vào đám pháp sư kẻ ngu dốt không có mắt nào làm vậy hả bọn họ run sợ trả lời không không phải ngươi nói toàn lực tấn công sao lão già buộc dâu nổi giận hét lên ngu xuẩn ông nói là tấn công rồng đen đó lúc này tô niên vô cùng tức giận vì anna chết trước mặt mình tô niên gần như nổi điên lên tỏa ra sức mạnh kinh khủng ta phải băm các ngươi thành trăm mảnh tên tóc xanh sợ hãi run lên chỉ vào tô niên không hay rồi rồng đen nổi giận rồi mau chạy đi tô niên lao xuống như tia chớp xông đến chỗ các nữ pháp sư hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát nói xong tô niên liền phun ra hơi thở của rồng ngọn lửa bao trùm lấy bọn họ cháy không còn xương cốt tên đầu chọc lúc này nhanh chóng thi chuyển khả năng sát thủ bóng đêm của mình trận ảnh sát lập tức hắn trở nên rất linh hoạt di chuyển với tốc độ cực nhanh giống như dùng thuật phân thân của ninja vậy xoạt 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 hắn ta cầm kiếm bay đến tấn công xung quanh người tô niên để đánh lạc hướng kỹ năng này dùng để chạy trốn thì hơi tiếc nhưng ít nhất cũng có thể giữ chân rồng đen được một lúc nói xong hắn liền bỏ chạy tô niên nhìn thấy hắn chạy trốn mắt đỏ lên vì nổi giận không muốn mất nhiều thời gian tô niên liền gọi hệ thống này hệ thống ta muốn phóng thích trái tim dung nham thế là một trận nổ lớn diễn ra phóng thích ngọn lửa bao trùm lấy rừng trăng bạc tinh chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt được tất cả người chơi trong vòng một phút hoàn thành nhiệm vụ và đạt được 15.000 điểm hệ thống kết thúc trận chiến tô niên bay về hang rồng tô niên vừa bước vào hang động thì vua chó liền giơ tay lên báo cáo với tô niên báo cáo chủ nhân anna đã về nhà tô niên vẻ mặt u buồn nhẹ nhàng đáp ta biết rồi tô niên đau buồn khóc lên chắc hẳn bây giờ hồn phách anna đã về với rừng phỉ thúy rồi phải không vua chó đứng bên cạnh khó hiểu gãi đầu không biết tô niên nói gì chủ nhân đang nói trong ngọt kép phải không lúc này anna trong tay đang ôm lấy hũ mật ong sung sướng liếm mật đi tới chỗ tô niên ngọt quá anna hớn hở vui vẻ nhìn tô niên khoe hũ mật ong trên tay ngài cự long ta đã tìm thấy mật ong đầm lầy này giờ ngài cự long uống thuốc sẽ không thấy đắng nữa đâu tô niên nhìn thấy anna nhưng không tin vào mắt mình tô niên giơ tay lên che mặt lại nước mắt chảy dài đau lòng đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi sao quả nhiên nhớ nhung là cảm giác rất kỳ lạ tô niên bèn nhéo vào má anna xúc giác ảo giác này cũng không tồi đột nhiên vua chó hoảng hốt báo cáo tô niên báo cáo chủ nhân hai người chơi bị nhốt trong nhà tù đều đã biến mất không thấy hạ và vua chó giơ lên bình thuốc cho tô niên xem chủ nhân hơn nữa ta còn phát hiện ra bình thuốc này tô niên vẫn còn đang nhéo mặt anna anh liếc qua nhìn vào bình thuốc trên tay vua chó hóa ra là thuốc thay đổi ngoại hình tô niên tức giận đấm mạnh vào vách đá dầm vậy là người chơi nữ kia đã biến thành bộ dạng của anna tô niên mừng rỡ nhìn anna hí hửng sung sướng anna ngươi chưa chết nghe vậy anna liền tức giận chóng hông nhìn tô niên vậy nên trong lúc ta đi ra ngoài ngài đi đâu cũng nói là ta chết rồi sao tô niên hô tay lo lắng chột dạ không biết nói sao đây anna ngươi nghe ta giảo biện à không nghe ta giải thích đã đừng giận mà điểm hệ thống hiện tại 46.995, độ hảo cảm của Anna 300, độ hảo cảm của Selena 170. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.